Kính thưa quý vị đồng tu, quý vị tăng ni, quý vị Phật tử cùng các vị chân tu, quý vị cư sĩ tại gia, quý vị hành giả, quý vị tu khổ hạnh cùng các vị lục đạo luân hồi, vị chư thiên, các vị thiên thần hộ mệnh, thiên long bát bộ, các vị a la hán, các vị bồ tát cùng các vị chư Phật. Hôm nay tôi sẽ giảng thêm phần tiếp theo của phần kinh Quán Vô Lượng. Quán Vô Lượng trên đoạn kinh trên bài giảng trước, chúng ta đã đề cập tới việc mà ở cõi giới, phải không? Ở cõi giới thì chúng ta có nhiều cõi giới, phải không? Và từ đó chúng ta mới có cõi giới của tịnh độ. Mà trên cõi tịnh độ thì có Tây Phương Cực Lạc. Và hiện tại giáo chủ của ta bà của Tây Phương Cực Lạc là ai? Là Phật A Di Đà, phải không? Phật A Di Đà cùng với ai? Cùng với Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Hai vị Bồ Tát này là hai vị thì hiện cho chúng ta, phải không? Thì hiện cho chúng ta được thấy được cái việc mà ở tại cực lạc, phải không? Trên đường kinh có nói là Phật cáo A Nan, ví đệ hỷ phàm sinh Tây Phương, giả tiên đương quán cư nhất lựa trường, lục thương tai trì tỷ tường, như tiên sở thuyết vô lượng thọ, vô thượng phò thọ, Như Lai thân tướng vô biên thị phàm phu, lục tượng lục cục nhập, lục nhập nhiên bỉ như tường, đắc vô lượng phúc, huống phục quán Phật cụ túc thân tướng A Di Đà Phật, thần thông như ý ư thập vương quốc, biểu hiện tự tài hoặc biểu hiện cửu phẩm, hữu cửu phẩm nhân, không như ân phẩm thương sinh, không giả nhục hữu chung sinh, nguyện sinh bị quốc, không phát tâm chủng tâm, không tức thời tức tiền nguyện sanh, tức tiền nguyện sanh hạ đẳng vi tâm, không nhất dạ chí tâm, ha thành như, ha dạ nhị dạ thâm tâm, không tam dạ hồi hướng, không điều này có nghĩa là nói về việc mà chúng ta nhất tâm ở cõi này là làm cho chúng ta có nhiều sự nguyện, không và từ đó mà chúng ta sẽ cần có chí tâm, không thâm tâm, không và hồi hướng. Đây là hà đẳng vi tam, ha hà đẳng vi tam nhất giả chi tâm, ha hà đẳng vi tam. Trên đồng kinh này cũng nói về có hữu cửu phẩm như ý, không là tất nhiên là cái phần mà cửu phẩm liên hoa thì tôi đã giảng ở cái phần ở kinh điển ở các video clip phía trên, không quý vị nên xem lại ở trên YouTube của tôi và các mạng trang mạng xã hội, không là tôi cũng đăng tải trên đó và quý vị có thể xem và hiểu được các bài giảng của về liên hoa. Về liên hoa chúng ta có nhiều cái chuyện phẩm, không vậy mà phẩm vị cao nhất là thượng phẩm thượng sanh là cao nhất, quá thượng phẩm và cái phẩm hàng thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh. Như vậy việc cụ phẩm liên hoa đem lại cho chúng ta các vị vị trong quá trình tu tập. Các vị đồng tu cũng lưu ý việc mà chúng ta tu tập được là tùy theo sở nguyện và sở thành, không tùy theo căn tánh của chúng ta, không mà căn tánh thì tôi đã nói dẫn từ giải thích lên rất nhiều ở trên các kinh điển, không là chúng ta sẽ thực tập được các căn tánh và từ đó mà chúng ta được vãng sanh, và đó mà
cái phẩm vị của chúng ta được được ổn định không, tùy theo căn tính của mọi người không, và các tứ thừa trong trong Phật giáo của chúng ta là cũng có được, cũng có cái phần đó. Với cổ phẩm thì chúng ta có chín phẩm, trong trong nhà Phật của chúng ta có chín phẩm để tất cả các phần cứ thành cư dân, trong cư dân này sẽ có các phẩm vị khí khi được quản sạch. Điều đó có nghĩa là trong cư dân của chúng ta sẽ có ba bậc ha, hạ sanh, trung sanh và thượng sanh, là thượng hạ trung phẩm. Chúng ta có nhiều nhiều phẩm vị, và như vậy thì trên kinh của quán vô lượng lá là một ví dụ điển hình cho chúng ta thấy được một đời sống của nhân sinh. Từ đó mà chúng ta đem lòng từ bi bác ái, đem lòng yêu thương tất cả chúng sinh không, yêu thương tất cả muôn loài không, để cho chúng ta được để cho chúng ta được sao, được sao, để cho chúng ta được có thể để trở thành bậc giác ngộ không, từ giác ngộ mà chúng ta mới thoát khỏi vòng sinh tử. Vì sao? Vì sinh tử là luôn luôn lúc nào cũng làm cho nghiệp lực phát triển, và từ đó phiền não phát triển theo ha. Vì vậy mà chúng ta đoạn được phiền não là đi đến rồi thoát khỏi vòng sinh tử, sau khi chúng ta chứng được bốn quả của nhà Phật ha. Đó là những quả nhập lưu, Tu Đà Hoàn, A Na Hàm, và quả cuối cùng là quả gì, là A Hán Phật. Như vậy thì tất cả đều là quả phẩm vị, và phẩm vị đem lại cho chúng ta những cái công phu tinh tấn tu tập là một điều hết sức là điều hết sức là sao, điều hết sức là thù thắng không, chúng ta rất là thù thắng để đi đến bên bờ của vị giải thoát giác ngộ. Đó là việc mà chúng ta cần có kế hoạch để mà tu tập của mình cần có sao, cần có sự tinh tấn hơn ha, cần có sự từ sao hiểu biết hơn ha, từ cần có sự gì, cần có sự trí tuệ hơn, cần có sự gì nữa, cần có sự gì nữa, mà cái điều cần nhất là cần có sự căn lành không. Chúng ta như thế giờ căn lành từ cái Đức Phật rồi, nên chúng vì vậy mà thì chúng ta tu tập là hết sức hoan hỷ không, hết sức hoan hỷ, hết sức tự nguyện không, thì từ đó mà chúng ta mới đạt được kết quả cao trong quá trình tu tập của mình. Vì phàm phu của chúng ta đều do tự tánh mà phản sinh ra phiền não, từ phiền não đi đến của gì, của nhân sinh phải không? Từ đó mà tự tánh phát triển thì dòng vô minh kéo theo, từ đó mà dòng vô minh để dẫn dắt cho nghiệp lực phát triển. Vì vậy mà nghiệp lực này sẽ làm cho chúng ta rơi vào vòng sinh diệt mà tôi đã thường nói, tất cả đều do gió phân tứ đại của chúng ta mà hình thành ha, kéo theo cả một quá trình, đó là một quá trình của nhân sinh. Vì vậy chúng ta đều tu tập là một quá trình đỡ sao để giải thoát không, giải thoát là sự là sao để giác ngộ đi đến thoát khỏi vòng sinh tử. Việc chúng ta tinh tấn tu tập là việc hết sức quan trọng. Trong quá trình tu, chúng ta có thể làm là sao, chúng ta có thể được là sao tác giả tác thị và quán giả danh vi chánh quán nhược tha quán giả danh vi tà quán đó. Thì Đức Phật đã nói rằng nhân chi sơ tính bổn thiện, bản thân của chúng ta là những người thiện, hoặc là một bài kháo thôi sao giờ sao bản thân thành phàm phu của chúng ta là từ ngay từ đầu để là có tính bổn thiện không. Mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, chúng ta phải sớm yên tâm Phật tánh
Và Đức Phật đã nói thì sao? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói tại cúng cung trời Đao Lợi mà. Mà tôi thấy lời Đức Phật nói cho quý vị nghe là sao? Là sao? Ta là Phật đã thành mà chúng sanh thì Phật sẽ thành. Và phàm phu chúng ta là tất nhiên là sẽ có Phật tánh vẻ chắc chắn, nếu tu hành thì chúng ta cũng có thể sẽ thành, không? Như vậy thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật để giảng giải trên cung trời Đao Lợi mà cho ngài A Nan và tất cả các phàm phu siêu lợi, không? Thì từ đó mà chúng ta biết được việc này chúng ta tu tập là một việc hết sức hoan hỷ, không? Đem lại lợi ích cho chúng sinh, không? Đem lại lợi ích cho nhân sinh, không? Cho toàn cõi vũ trụ này. Như vậy thì chúng ta biết được việc giải thoát là một quá trình lâu dài. Tại vì sao vậy? Vì sao là gọi là quá trình lâu dài? Vì trải qua các đời, vì các đời chư Phật, không? Vô trải qua vô lượng vô biên kiếp mà chúng ta mới được có thể giải thoát được, không? Như ngay cả Đức Phật cũng ngày xưa cũng sao cũng thành Phật khi người trải qua vô lượng vô biên kiếp, không? Nên người mới có 80 vẻ đẹp thân tướng kim cang, không? 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt, không? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không? Mỗi vẻ đẹp là một sự quy dụ hóa, không? Tôi dùng từ quy dụ hóa là đỡ để miêu tả một vẻ đẹp hoàn mỹ đến nỗi tôi không thể nào có dùng từ ngữ nào mà đỡ diễn tả hết được vẻ đẹp của các Đức Phật, không? Của các vị chư Phật ở đời quá khứ, vị lai và nhân sinh. Kính thưa quý vị đồng tu, hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo.